Vâng, thưa bác sĩ, bác sĩ có thể nói rõ hơn về những hậu quả chị em có thể gặp phải nếu như chúng ta cứ ngại ngùng không chia sẻ, không đi thăm khám ạ? Thứ nhất là vấn đề tâm lý. Những người mà đã bị như thế rồi, lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt, khó chịu, đúng không ạ? Thiếu tự tin. Thế còn nếu diễn biến nó lâu hơn và nó sẽ bị nặng hơn, thì dẫn đến là ảnh hưởng đến cái chức năng làm mẹ. Thứ nhất là biểu hiện cái khó thụ thai. Thế còn những cái ảnh hưởng tiếp theo ấy là gì? Viêm lâu ngày, viêm nữa thì có thể gây ra làm tắc vòi trứng. Thế còn cái biểu hiện tiếp theo nữa có thể thụ thai được, nhưng nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái thai kỳ. Nó có thể gây ra động thai, tức là dọa sẩy rồi sẩy thai, rồi làm cho thai chết lưu. Tức là hoạt động được một thời gian, sau đó nó bị viêm màng ối, rồi thậm chí nó viêm trong tử cung ấy, làm cho cái thai chết đi. Thế còn muộn hơn nữa thì có thể là nó có những cái dị tật của thai nhi. Những cái thai mà có thể phát triển to được, vẫn sinh ra được, nhưng có thể có bị những cái dị tật. Những cái ảnh hưởng mà về lâu dài nữa ấy, thì nó còn có cái tiềm ẩn của nguy cơ ung thư.